chấp năm. tiểu yêu từ đâu ra dám phó vị của bổn vương chi 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 người nói ngươi là linh thú hộ vợ của ngọn núi này không cho ta phá hội nó một tiểu yêu chưa hóa hình cũng dám chạy bổn vương làm việc để ta bấm ngươi thành từng mảnh trước ơi Ta là chủ nhân tiêu diêu phong này, dám đến gây gây sự cũng đánh thương linh thú của ta. Ngươi là ai chứ? Tiểu tử, ngươi nghe cho kỹ đây. Ta chính là kim giác yêu vương, vẫn lệnh ma nữ đại nhân bắt nữ đế Lâm Thiên Thiên. Ta biết, người này hiện đang ẩn nấu trong núi này. Người ngon ngon giao người này ra, bốn vương còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bảo ta giao người, dù là thiên đạo cũng đừng có hòng đồi người ở tiêu diêu phong của ta. Ma nữ là cái thói gì chứ? Chỉ là một tên liễn khí kỳ tầm thường cũng dám buông lời vô lỡ với ba nữ đại nhân. Tình họ tôn sẽ bị giật mô vì sự ngu dốt của mình. Ta ngu dốt, ngươi làm sao biết được ta là tồn tại thế nào? Ngươi là ai? Liễn khí kỳ sao có thể là có thần thông như vậy? Ta đương nhiên là liễn khí kỳ. Nhưng là liễn khí kỳ ba ngàn tầng. Lại đây tiểu hắc Đây là yêu đang có con ngâu yêu đó Người nuốt nó vào Sẽ rất có lợi cho ngươi Chi chi Ta Ta đã hóa hình Tạ ơn chủ nhân đã giúp ta hóa hình Ta nhất định sẽ dùng thân thể này Để báo đáp đại ơn của chủ nhân Cái, cái gì mà dùng thân thể báo đáp Nói vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm đấy Thôi vậy hôm nay cứ thế này đã để sau này dạy nó cách nói chuyện như người vậy hả à? Cỡ long kỳ thế là công pháp chủ tu khi tôi làm được đi cuối cùng tôi cũng luyện thành rồi một chép mà toàn hình đi mà quá ít chữ